chào các bạn. Mình tên là Trân. Hôm nay mình sẽ review về em son kem lì đến từ nhà Morphe, có tên đầy đủ là Matte Liquid Lipstick. Trong video này mình chỉ swatch hai màu son là Spicy và Peanut. Phần đầu bông mút được vát xéo quen thuộc, lấy được khá lượng son. Với lòng môi, mình chỉ cần một lần nhúng cọ và hai lần cho cả môi. Son có hương vanilla ngọt ngào, tuy nhiên sẽ hơi nồng đối với những bạn nhạy cảm với mùi hương. Màu đầu tiên mình swatch là màu Spicy, một màu cam cháy rực rỡ. Màu này khi dùng trông rất năng động và trẻ trung, tuy nhiên hơi làm xỉn màu men răng. Dưới ánh sáng của mặt trời, sắc cam sẽ càng hiện rõ hơn so với dưới ánh sáng của đèn LED. Chất son khô rất là nhanh nên các bạn cần phải thao tác và bọc môi thật tốc độ. Son khi khô sẽ rất khó xê dịch và khiến môi hơi xe lại, dễ bị lộ vân môi. Lúc dùng phun môi thì cũng sẽ thấy hơi nặng môi. Màu tiếp theo là màu Peanut. Khi nhìn ảnh trên web mình cứ nghĩ đây là một màu cam đào. Tuy nhiên tới khi nhận được thì ra đây lại là một màu hồng đất, mang hơi nhiều phần đất và có chút sắc đỏ. Nếu như các bạn nhìn không kỹ sẽ nghĩ đây là một màu nâu đất. Khi dùng lòng môi thì sắc hồng sẽ lên rõ hơn và càng apply nhiều lớp thì sắc nâu sẽ càng hiện rõ. Em này khi dùng sẽ trông trưởng thành và cứng cáp hơn. Để dùng đi học thì các bạn chỉ cần tô một tí xíu ở trong lòng môi và tán ra từ từ là được. Son có thời gian bám màu rất là lâu, từ khoảng 7 đến 8 tiếng. Khi ăn bữa nhẹ, son cũng chỉ trôi màu đi một chút xíu. Nhưng nếu như các bạn ăn những bữa to, nhiều dầu mỡ thì son sẽ gần như trôi hết sạch, chỉ còn lại xung quanh của phần viền môi. Son có độ bám màu rất là chắc, bám chắc đến độ khi tẩy son mình phải ngồi hì hục một lúc lâu để có thể tẩy sạch hết được lớp màu son. Ok, video đến đây là hết rồi. Nếu như bạn muốn mình swatch thêm những màu khác hay những thỏi son của các hãng khác thì hãy cứ để lại bình luận cho mình biết nhé. Mình sẽ cố gắng thực hiện video swatch son cho các bạn. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Goodbye!